Hoàng Anh liên tục khoe ảnh thân mật bên tình tin đồn, bị chỉ trích bỏ bê con gái không đoái hoài. Đầu tháng 12 năm 2020, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Hoàng Anh ly hôn vợ Quỳnh Như sau 3 năm chung sống. Hơn thế nữa, vợ cũ còn tố nam diễn viên bội bạc, lợi dụng cô để sang nước ngoài. Theo Quỳnh Như chia sẻ, bản thân đã luôn cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ, bất chấp những sự soi mói chỉ trích về ngoại hình khi quyết định về chung một nhà với Hoàng Anh. Thế nhưng sau bao nỗ lực đổi lại là sự phũ phàng của người từng đầu ấp tay gối, không chỉ chủ động đệ đơn ly hôn mà anh còn bỏ nhà đi, đến nay đã được hơn 3 tháng. Giữa lúc này, Thắm Bibi cũng bị lôi vào cuộc với nghi vấn là người thứ ba xen vào giữa cuộc tình khiến vợ chồng Hoàng Anh, Quỳnh Như ly hôn. Tuy nhiên lúc đó, nam diễn viên vẫn khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và đồng nghiệp, không hề có quan hệ tình cảm. Dẫu vậy, việc Hoàng Anh liên tục khoe ảnh thân mật bên người yêu tin đồn. Cũng như trên trang cá nhân của Thắm Bibi, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng những caption sặc mùi thả thính. Và được nam diễn viên đối đáp lại đã khiến cho khán giả không thể không hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Mới đây, cặp đôi còn bị cư dân mạng phát hiện đi du lịch chung với nhau, thậm chí là check-in cùng một phòng. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Thắm Bibi đăng tải loạt ảnh với trạng thái cảm xúc cảm thấy được yêu. Còn về phía Hoàng Anh, nam diễn viên sau đó cũng chia sẻ bài viết mới kèm trạng thái là cảm thấy hạnh phúc. Và bài đăng của Hoàng Anh, có thể thấy cả hai không chỉ mặc đồ đôi là chiếc áo màu đỏ mà cả bức ảnh về nơi ở tại khu nghỉ dưỡng cũng giống nhau trên trang cá nhân của Thắm Bibi. Cô còn công khai để ảnh tình tứ tựa vai cùng Hoàng Anh tại khu trượt tuyết làm ảnh bìa. Trên trang cá nhân của Hoàng Anh, nam diễn viên đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải loạt ảnh cùng Thắm Bibi tại lễ tang kèm tâm sự đời người vô thường. Anh Quốc Anh ra đi thanh thản. Nhiều khán giả còn để lại bình luận mỉa mai rằng cả hai không cần selfie cận mặt như thế này để thể hiện mối quan hệ thân thiết khi đi dự đám tang đâu, trong khi Hoàng Anh thường xuyên đăng ảnh đầy tình tứ bên Thắm Bibi thì vợ cũ của anh lại liên tục có những chia sẻ tố nam diễn viên không chỉ bạc tình bạc nghĩa mà còn không có trách nhiệm của một người làm ba. Cụ thể, cô cho biết kể từ khi bỏ nhà ra đi, Hoàng Anh không về thăm con gái hay có bất cứ sự thăm hỏi, chu cấp, hỗ trợ nào để cùng chị nuôi dưỡng con. Vì quá bức xúc trước sự thờ ơ từ chồng cũ nên Quỳnh Như đã lên tiếng khẳng định sẽ không bao giờ cho anh nhận con gái. Mới đây, trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, vợ cũ Hoàng Anh đã có những trải lòng về cuộc sống làm mẹ đơn thân hậu ly hôn của mình. Theo đó, Quỳnh Như cho biết hiện cô đã lấy lại tinh thần ổn định sau thời gian lùm xùm với Hoàng Anh. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ tình trạng của con gái hiện tại. Bé nuôi được chẩn đoán chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, ngại giao tiếp, nên dù đã cạn tình cạn nghĩa thì cô vẫn mong Hoàng Anh làm tròn bổn phận người cha để giúp bé Nu sớm vượt qua chứng tự kỷ. Bởi vì chồng cũ đã vô tâm nên Quỳnh Như quyết tâm mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để vừa làm ba vừa làm mẹ chăm sóc và cho con gái cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Đặc biệt trước đó, khi chia sẻ về đơn ly hôn của chồng cũ, Quỳnh Như bất ngờ tiết lộ Hoàng Anh không chỉ từ chối quyền nuôi con mà anh thậm chí còn không nhắc đến chuyện trợ cấp gì đến cho con gái. Ngoài ra, khi được hỏi còn yêu chồng cũ không thì Quỳnh Như khẳng định cô đã dứt tình cũng như không còn muốn níu kéo đến nam diễn viên nữa.